máy su tinh gơ lồng có thai nha nè, lồng đang có thai, nồi chưa rớt, bụng giữa chưa trẻ. Máy rã bãi bên Thái về nha, máy này lóc đồ xương zin hết, máy su tinh gơ nha nè. Anh em mua về lấy đồ qua Sibo kia ok luôn nha. Máy su tinh gơ 1.2, máy thùng xanh con, bán bao zin đúng như mô tả nha anh em. Lồng lỗ zin chưa móc nè. Máy đẹp không lỗi nha. Rồi cái máy này bán giá 7.2 triệu nha. Máy su tinh gơ 1.2. Máy đẹp như hình, chưa vệ sinh nha. Máy đẹp lắm. Máy là lồng có thai nha anh em. Bao gồm máy, bao gồm cục máy mình xăng con. Cốt trong tải à. Đẹp nha. Ba cốt đẹp nha. Trong tải, cốt số, cốt đồ đạp đẹp hết. Lóc là sơn zin. Rồi, cục này bán 7.2 triệu. Bán bao zin không đi đồ. Anh em mua về muốn làm gì làm. Lồng đang có thai nha anh em.